Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Thái hư cảnh trong sơn cốc nào đó. Gia Kiên, nhận ta làm chủ, dẫn ngươi rời khỏi thái hư cảnh. Ngươi có nguyện ý hay không? Ta muốn nhận ngươi làm chủ. Thằng nhóc ngươi chưa tỉnh ngủ hả? Ơi, ngươi có từng nghe nói đến thánh linh có tiền nợ nhận chủ? Lúc trước không có, về sau thì có. Tiểu nhân không lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Ngươi có tài đức gì đòi làm chủ của Kiên gia Gia Kiên ta? Nếu ngươi không thần phục ta, ta sẽ đạp chết ngươi. Thời gian cấp bách, chúng ta không nói nhảm nhiều nữa, tiến vào chủ đề chính đi. Nhân tộc ngươi. Lại nữa? Không. Sao ta lại bị nhân tộc nhỏ bé dẫn giống như là đồ chơi vậy chứ? Nữa, lại nữa. Lại nữa, lại nữa, lại nữa. Này, nhận ta làm chủ đi, ta dẫn ngươi ra ngoài. Ngươi vậy mà lại không bị áp chế thái hư cảnh. Nhân tộc này vậy mà có thể ở trong thái hư cảnh dùng ra thực lực khai thiên cảnh. Hơn nữa dựa vào động tác vừa rồi của hắn, phẩm giai của người này ở trong khai thiên cảnh chắc chắn là cũng không thấp. Lời thừa thì không cần phải nói nữa, nhận ta làm chủ đi. Ngươi đừng mơ. Gia Kiên nhất tộc ta không thể nào hạ thấp mình. Có cốt khí. Ơi, ngươi muốn làm gì? Ơi, ngươi muốn làm gì? Từng có một con thanh ngưu, ta vẫn luôn muốn thử mùi vị của nó xem có tươi ngon như là người ta vẫn nói hay không. Chỉ đáng tiếc đến cuối cùng lại vô duyên. Nhìn ngươi có vẻ cũng không khác gì con thanh ngưu đó lắm. Vậy thì hãy thỏa mãn nguyện vọng của ta đi. Thánh linh huyết nhục, có lẽ còn mỹ vị hơn là cả thanh ngưu đó. Ngươi dám? Ai nói ta không dám? Ây, chậm đã, có gì từ từ nói. Ngươi muốn nói gì mau nói đi, muộn rồi thì không kịp nữa đâu. Ơi, ngươi tha cho ta đi, ta có thể đưa hết siêu tầm cả đời này cho ngươi. Ta có không ít thứ tốt, sẽ có lợi ích rất lớn đối với tu hành nhân tộc các ngươi. Vật ngoài thân, có ích gì chứ? Vậy ta tặng ngươi một đạo bản nguyên chi lực. Có được bản nguyên chi lực của ta, thám ngộ ra bản mệnh thần thông của Gia Kiên nhất tộc ta. Bản mệnh thần thông của Gia Kiên nhất tộc ngươi là gì? Huyết mạch thiên phú của Gia Kiên nhất tộc ta chính là lực chi nhất đạo. Nếu tham ngộ ra bản mệnh thần thông, ngươi có thể lực lớn vô cùng. Rác rưởi, luận về lực lớn vô cùng, có thể sánh được với long tộc chi thân của ta hay sao? Còn có sức bán mệnh thì mau nói đi, nếu không ta sẽ giết chết ngươi lấy thịt ăn. Đến bản nguyên chi lực của ta mà ngươi cũng không coi ra gì, ta còn có sức gì mà bán mạng gì nữa chứ? Thôi vậy, mệnh đã như vậy rồi, ngươi ra tay đi. Chó dù chết, ngươi cũng không nguyện nhận ta làm chủ. Nhân tộc nhỏ bé, nếu ta nhận ngươi làm chủ, thánh linh nhất mạch sẽ vì ta mà chịu nhục. Chẳng qua chỉ là chết thôi, thái hư cảnh này là ngục tù một phương, chết rồi cũng coi như là giải thoát. Thì ra là vậy. Vậy nếu ta không phải là nhân tộc? Thái hư cảnh. Ngươi là long tộc. Đúng vậy, ta là long tộc. Ngươi là long tộc, sao ngươi không sớm hiển lộ chân thân? Cho dù ngươi là long tộc, ta cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ. Ta có thể dẫn ngươi rời khỏi thái hư cảnh. Không thể nào. Thánh linh vào thái hư cảnh, trừ phi đoạt được một tia sinh cơ đó. Nếu không đừng hòng rời khỏi chỗ này. Cho dù ngươi là long tộc cũng vậy. Nếu ta đã nói vậy, đương nhiên là lắm chắc. Các ngươi không thể rời khỏi, không có nghĩa là ta không thể rời khỏi. Ngươi có dám thề bằng huyết mạch hay không? Có gì mà không dám? Thôi được, ta tin ngươi. Đối với bất kỳ một loại thánh linh nào mà nói, huyết mạch đều là lời thề cẩn thận nhất. Nếu làm trái sẽ chịu lỗi khổ huyết mạch phản phệ. Nỗi khổ huyết mạch phản phệ. Ta phải làm thế nào mới có thể rời khỏi thái hư cảnh? Ta đương nhiên có cách của mình, ngươi không cần phải hỏi nhiều. Nếu ngươi là long tộc, ta cũng không thể nào nhận ngươi làm chủ. Nhưng ta có thể thề tận chung với người. Cũng được. Ta chỉ muốn kéo bọn thánh linh này ra đây chơi khăm mặc tộc. Đâu phải muốn làm nô dịch chúng. Nhận làm chủ hay không cũng chỉ là một cách nói mà thôi.
Loại tận trung này cần phải thêm một giới hạn năm, 3.000 năm. Trong 3.000 năm tận trung với ta, sau 3.000 năm ta thả tự do cho người. 3.000 năm, thời gian này đối với một thánh ninh mà nói cũng không ngắn. Thôi được, ta hứa với người. Sau đó hai bên tự phát lời thề bổn nguyên. Dương Khai cần phải dẫn Gia Kiền rời khỏi Thái Hư Cảnh. Trong 3.000 năm, Gia Kiền tận trung với Dương Khai, sau 3.000 năm có được tấm thân tự do. Dẫn ta đến nơi khác của các thánh ninh đi. Ngươi không chỉ muốn thu phục mình ta, xem ra các thánh ninh ở trong Thái Hư Cảnh này không ai có thể thoát được rồi. Bên này, sau một canh giờ. Vì gì? Hoa Thường chính là người truyền thừa mà năm đó nó chọn. Ngươi có bản lĩnh dẫn bọn ta rời khỏi Thái Hư Cảnh, đương nhiên dưới lời thề bổn nguyên không dám nói bừa. Nếu vậy, tận trung 3.000 năm với ngươi cũng không phải là không được. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Dương Khai bôn ba khắp lời. Đừng vội đi, nhà ta khá lớn. Tìm đến các thánh ninh của Thái Hư Cảnh, thì ra là vậy, tiểu nha đầu lúc đó bị ngươi dẫn ra ngoài. Quân đùi cá mập còn nhớ ta hay không? Nhớ, đương nhiên là nhớ. Tiến hành giao tiếp hữu nghị. Lại nửa tháng nữa qua đi. Sao ngươi vẫn nằm ở hố vậy? Ơi, dưới đất mát bổn tọa bằng lòng. Ngươi no nhiều như vậy làm gì? Được, ta mặc kệ. Chỗ nào mát mẻ ngươi? Chỗ nào mát mẻ? Ngươi đi mà ở đi. Thụ não, ta muốn đưa họ đến tinh giới, mong thụ não giúp ta một tay. Ngươi tự thi triển là được. Dạ. Từ chỗ này vào chính là thế giới Tam Thiên. Nay thế giới Tam Thiên đang trong chiến loạn, cần các người ra sức ngự địch. Các người đến đối diện, lập tức đến tinh giới Lăng Tiêu Cung. Lăng Tiêu Cung, tìm một cô gái tên là Hoa Thanh Tỷ, nói với cô ấy, là ta bảo các người đi trợ chiến. Khi ta không có ở đó, các người phải nghe theo điều khiển của cô ấy. Nếu ai dám phạm lỗi không nghe hiệu lệnh, ta tự có thủ đoạn xử lý, đừng tưởng ta không biết gì. Cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Đại nhân yên tâm, bọn ta đã lập lời thề huyết mạch, tự không dám làm trái bất kỳ điều gì. Đi đi, ra. Lẻ mặt chút, dù thao thì ta cũng là tiền bối của người. Thụ não, ta cần mượn hắc vực, mong thụ não chỉ dẫn một đại vực liên kết với hắc vực. Đa tạ thụ não đã chỉ điểm, thụ não bảo trọng, hẹn ngày gặp lại. Lại là một thế giới càn khôn gần như là bị mặc chi lực hủy diệt.